Chào tất cả các anh em đang xem video. Chúng anh em đang là cặp lồng thái của vị khách ở Bà Rịa Vũng Tàu. Có mẫu là không viền đồng và có mẫu có viền đồng luôn. Trong video này sẽ làm video rõ cho tất cả các anh em xem luôn. Bởi vì hai cái này thì nó y hệt nhau, nó chỉ khác nhau về những cái viền này thôi. Đó. Thì trên lệch nhau là 200.000 nha tất cả các anh em. Bởi vì viền cái đồng này nè, cái đồng này nó rất là tốn tiền nè, là tốn công nè, anh em thấy là viền khoảng một ngày mới được một cái lồng như thế này thôi. Đó, cho nên nó trên nhau là từ vật liệu đến nhân công là tổng cộng là 200.000. Đó. Nếu anh em mua phiên bản này thì anh em sẽ rẻ hơn phiên bản này 200.000. Nó còn lại phần là y chang nha, cầu rồng chạm gỗ đỏ ở bên trong, cầu rồng chạm 3D bằng gỗ gỗ đỏ ở bên trong ha. Đó, đích thân phân bằng inox nè. Nó tặng kèm là cống ăn nước uống nè, rế đứng nè, áo trùm nè, gù gỗ nè, móc inox nè. Đó. Còn anh em nào tài chính dư giả thì nên, tôi khuyên là nếu anh em nào có tài chính dư giả thì anh em quất đại một cái lồng viền đồng như thế này. Nó rất chi là đẹp nha tất cả các anh em thấy nè. Để cái bên anh em thấy là nó nổi khói lên liền, nổi trội lên rất là đẹp. Một cái lồng. Size này là size 41 nha tất cả các anh em. Các anh em đừng bao giờ hỏi shop là nuôi con mồi ở trong đây nó có chạm lông đuôi không. Nếu anh em nào tìm được con cu nào mà bỏ vô đây mà nó chạm được cái dành này, tôi tặng cho anh em 10 cái lồng như thế này nữa. Ha. Đó. Size 41 là nó là size to rồi nha tất cả các anh em, không bao giờ nó chạm đâu. Cho nên nhiều anh em điện đến làm như ngớ ngẩn ấy. Cứ điện hỏi băn khoăn rằng tôi nuôi nó chạm lông đuôi, nó hư lông đuôi. Những cái câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Đó. Rồi, anh em nào thích mẫu này thì alo đến cho shop ha. Quay một vòng từ trước ra sau cho tất cả các anh em xem luôn. Đó. Rồi, chúc anh em xem video nhiều sức khỏe ha. Đó, một cặp lồng như thế này. Các anh em nào mua lồng chim thì anh em cũng phải hiểu rõ là những cái lồng này đó chỉ chuyển bỏ vô cái thùng thì kích thước nó rất là to. Và vận chuyển thì chúng tôi chỉ chuyển khá chậm thôi. Cho nên là thời gian vận chuyển nó phải rơi vô 5-7 ngày. Chứ mấy cái này mà không có chuyển phát nhanh đâu. Nếu mà anh em muốn chuyển phát nhanh này, anh em cứ trả tiền cước chuyển phát nhanh trước thì chúng tôi trả. Bởi vì nếu mà cái lồng này nếu mà đem qua chuyển phát nhanh ấy, thì tiền cước nó phải gấp 2 đến 3 lần chuyển phát thường. Giá tiền cước vận chuyển một cái như thế nó ra 100 mấy ngàn, thì không ai có thể trả nổi một cái lồng như thế. Nếu mà bán một cái lồng như thế thì nó không có tiền lời đó đâu anh em. Đó.